Chính giống cây thảo dược bạn nên trồng tại nhà. Đầu tiên là xả kiến, đây là một loại thảo mộc có tính cay, nóng, làm ấm cơ thể, có tác dụng tiêu đờm, chữa lành bụng rất hiệu quả nha. Cách dùng đơn giản, chế biến chung với các món ăn như một loại gia vị. Cây giống được Hoàng Long Farm sản xuất khỏe như thế này chỉ 50 xu. Và tiếp theo là cây kỷ tử, đây được mệnh danh là sâm Tây Tạng bởi vì nó có nhiều dược tính rất tốt cho sức khỏe. Chính vì thế mọi người hay thấy kỷ tử xuất hiện nhiều trong thuốc bắc. Cây giống được vườn huy dưỡng quen khí hậu nắng nóng, không lo yếu như dạng cây mới nhập. Tiếp theo là tắc thái, trong cây này bất kể khi nào mọi người bị ho cũng có thể hái trái, chưng với mật ong và đường phèn để điều trị, rất hữu hiệu đó nha. Cây giống tại vườn huy được nuôi khỏe, đang có trái tự nhiên luôn nè. Còn đây là cây lá giang, một bài thuốc dân gian trị đầy bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày và đau nhức xương khớp. Cây giống được vườn huy dưỡng khỏe như thế này nên phát vàng chỉ 90 xu. Còn đây là cây nhót ngọt, lá và trái nhót có công dụng giảm ho, rễ nhót có công dụng giảm đau. Ngoài ra trồng cây nhót vừa có thể ăn trái tươi vừa trồng trò bóng mát. Cây giống đang phát khỏe như này chỉ 75 xu. Và tiếp theo là cây vả mật, quả vả mật có công dụng trị táo bón, nhuận tràng, kiết lỵ rất tốt đó nha mọi người. Vườn huy đang có hai cỡ cây, cây lớn cao 1,5 m và cây nhỏ cao 40 cm. Còn đây là cây lá lụa, ngoài lấy lá ăn với bánh xèo thì lá lụa còn có công dụng trị các bệnh về da liễu như viêm da, lở loét, rẽ, rất hữu hiệu đó nha. Cây giống tại vườn huy đang dưỡng khỏe như thế này về trồng rất nhanh thu lá nha. Vườn mình có đóng gói và giao hàng trên toàn quốc, mọi người nhận hàng mở ra kiểm tra cây xanh tốt rồi mới phải thanh toán. Đồng thời vườn có chế độ đảm bảo chuẩn giống và đồng hành tư vấn trong suốt quá trình trồng luôn, nên mọi người an tâm mà trồng nha. Và mọi người đã thích giống cây nào rồi thì mọi người nhắn liền cho Huy nha.